thưa quý vị tối qua công an tỉnh hà nam đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm gắn kết và lan tỏa yêu thương cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tham gia chương trình đêm hội trăng rằm gắn kết và lan tỏa yêu thương, các em thiếu nhi được thưởng thức chương trình văn nghệ vui tươi, ý nghĩa, mang đậm nét văn hóa truyền thống, được tham gia phá cỗ trong trang và hòa mình trong không gian nghệ thuật với nhiều tiết mục hấp dẫn. Chương trình là hoạt động ý nghĩa trực tiếp chia sẻ khó khăn với các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, góp phần giáo dục động viên các cháu thiếu nhi trong năm học mới, luôn luôn phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan bác hồ. Cũng nhân dịp Tết Trung Thu, tỉnh Ninh Bình đã thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà trẻ em tại các huyện, thành phố, các trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh, trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ trẻ em khỏi những sản phẩm đồ chơi không phù hợp. Hiện Ninh Bình có khoảng 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những món quà góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu đầm ấm đầy đủ và hạnh phúc. Cũng trong tối ngày 28 tháng 9 đã diễn ra lễ khai mạc Festival Chí Linh Hải Dương 2023 với chủ đề Tinh hoa hội tụ khát vọng tỏa sáng. Lễ khai mạc là một chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương: Âm vang nguồn cội, Tinh hoa hội tụ, Khát vọng tỏa sáng đã tái hiện về vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn kết, lan tỏa và sự chuyển mình của mảnh đất Chí Linh. Đây là dịp để thành phố Chí Linh quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, giá trị lịch sử văn hóa, điểm đến du lịch, tiềm năng, lợi thế, chiến lược phát triển của thành phố. Festival diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10. Chữ nôm giao của người dao ở xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vốn được sử dụng trong tịnh sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, thơ ca và các văn tự quan trọng. Nhưng hiện nay người biết đọc biết viết chữ nôm giao còn rất ít. Trước thực trạng đó, một số nghệ nhân ở đây đã nghiên cứu, mở lớp truyền dạy chữ nôm giao cho bà con, nhằm góp phần lưu giữ và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Lớp học truyền dạy chữ Nôm giao tại xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, tổ chức bởi những nghệ nhân am hiểu về chữ Nôm giao. Còn tài liệu giảng dạy được tham khảo từ bộ sách dạy và học chữ Nôm giao của Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi, thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Quá trình học tập các học viên được truyền dạy theo phương pháp làm quen với mặt chữ và phát âm trước, sau đó sẽ tập viết. Học chữ của người giao để tìm về nguồn gốc và không bị mất gốc tiếng nói của dân tộc mình học chữ giao còn góp phần gìn giữ để sau này con cháu học theo để biết chữ của người giao và biết chữ rồi sẽ học làm thầy cúng được. À cái việc à, tổ chức các lớp học, học lớp vân vân thì phải nói là người giao vô cùng nhanh, vô cùng nhanh và họ à, làm việc rất có trách nhiệm. Người ta rất có ý thức đối với lại cái việc học chữ giao. Vì chúng tôi hiểu rằng là chữ giao vô cùng quan trọng với người giao. Chữ Nôm giao là một loại chữ cổ và chủ tượng, nên để việc học dễ dàng thì cần kết hợp giữa học đi đôi với hành. Đó là việc cho học viên tham dự những nghi lễ thực tế tổ chức tại các gia đình của người giao trong vùng để tập luyện và nâng cao hiệu quả của lớp học. Đây cũng là lớp học chữ Nôm giao đầu tiên tại xã Hợp Tiến, địa phương có tới 70% dân số là người giao sinh sống. Chúng tôi đã báo cáo đến Ủy ban Nhân dân xã về các nội dung của lớp học để tuyên truyền, dạy cây chữ của người giao. Muốn cái chữ được đồng bào người giao tiếp tục gìn giữ và truyền dạy cho con cháu sau này, được biết đến tiếng dân tộc mình. Có thể thấy những tâm huyết và bảo tồn vốn văn hóa dân tộc của cả người truyền dạy và người học lớp chữ nôm giao tại xã Hợp Tiến là điều rất đáng trân trọng và cần được các cấp các ngành địa phương quan tâm hỗ trợ bởi việc mở lớp không chỉ giúp đồng bào giao hiểu về ngôn ngữ chữ viết và văn hóa của người giao mà còn góp phần gìn giữ bảo tồn những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình